Ok, chào các bạn, mình là Đạt Nguyễn. Thì ở video này mình tiếp tục với cái chủ đề là Huawei Cloud nha các bạn. Thì ở video trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách để mà tạo được một cái tài khoản tại Huawei Cloud và nhận channel tại đây. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo WeChat Windows miễn phí trong vòng 1 năm. Thì nếu như mà các bạn chưa xem cái video trước cách tạo tài khoản như thế nào và cách ép thẻ như thế nào thì các bạn có thể kích lên đây để xem lại cái video trước. Đầu tiên thì các bạn đăng nhập vào trang chủ Huawei Cloud cho mình. Thì tại Huawei Cloud này nó có rất là nhiều dịch vụ nha các bạn, nó không chỉ về WeChat. Bây giờ mình sẽ về cái trang mà channel lúc đầu á. Đây, thì toàn bộ những cái link cần thiết sẽ có trong phần mô tả, thì các bạn có thể xem ở trong phần mô tả video nha. Sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn sẽ kích trực tiếp ở đây để cho nó chuyển hướng mình về đúng chỗ. Ở đây thì mình chỉ chú ý vào cái phần mà 8760 giờ nè, thì mình sẽ tạo được một con WeChat, đó là một core và 2GB, và mình sẽ có 40GB ổ cứng sử dụng trong vòng 1 năm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kích vào phần Try Now nè. Ở đây thì các bạn thấy là nó chọn cho mình là region, đó là Hồng Kông. Tùy theo thời điểm các bạn tạo nha, nhiều khi thời điểm các bạn tạo thì ở server Hồng Kông nó sẽ không có cái gói này. Thì các bạn chú ý cái cách mà mình tạo như thế nào. Ở đây thì mình sẽ kéo xuống cái phần cấu hình nè. Thì như lúc đầu mình thấy là cái cấu hình là một CPU và 2GB đó. Bây giờ mình sẽ lọc ra cái cấu hình này. Ở phần CPU này mình sẽ chọn vào một CPU và memory này mình sẽ chọn là 2GB. Thì như các bạn thấy đây là cái cấu hình một CPU và 2GB là tại server Hồng Kông, là nó không có sẵn cho mình. Nó boi mờ nè. Bây giờ mình sẽ kích vào phần available nè. Đó, khi mà kích vô thì nó sẽ hiện ra những cái khu vực hiện có sẵn cái gói này cho mình. Singapore, cái này như Bắc Kinh. Mình sẽ chọn qua Bangkok kích vào. Sau khi kích vào Bangkok thì các bạn thấy là nó hiện ra cái S6 Medium nè. Các bạn chú ý là mình phải chọn đúng vào cái cấu hình mà nó có cái chữ free này nha các bạn, thì mình sẽ được sử dụng miễn phí. Còn mình chọn qua những cái cấu hình khác thì nó sẽ tính tiền của mình đó. Tiếp tục các bạn kéo xuống đến cái phần email, thì như các bạn thấy là cái phần email này nó sẽ có 4 loại. Thì mình chỉ quan tâm hai cái tab nè, public email và private email. Trong cái phần public email này thì nó sẽ có những cái hệ điều hành có sẵn, đa số là Linux. Thì nếu như các bạn xài Linux thì các bạn chọn ở đây, không có vấn đề gì hết. Nếu như mà mình muốn tạo Windows thì để tạo được WeChat Windows tại Huawei Cloud này, đối với cách tạo của mình thì nó sẽ có 3 bước như sau, thì các bạn xem qua để mà mình dễ hình dung. Đầu tiên thì các bạn tạo một cái bootcamp trên này. Bước thứ hai, mình sẽ upload cái file img từ máy tính của mình lên cái bootcamp này. Bước thứ ba là từ cái bootcamp này mình sẽ upload qua private email ở trên Huawei Cloud. Và sau khi mình có phần private email rồi thì mình có thể tạo WeChat Windows bình thường ở trên Huawei Cloud này. Rồi thì cụ thể sẽ như thế nào? Các bạn kích lên, các bạn thấy cái ô tìm kiếm này nè. Các bạn gõ vào bootcamp thì nó sẽ sổ xuống. Các bạn vào phần bootcamp list, các bạn kích vào thì nó sẽ mở một cái tab mới cho mình. Đa số những cái dịch vụ tại Huawei Cloud này các bạn không biết nó đâu thì mình sẽ gõ vào ô tìm kiếm này, rất là dễ. Ở đây mình sẽ nhấn vào Create Bootcamp. Cái phần bootcamp này mình tạo ra để mình upload dữ liệu của mình lên thôi. Các bạn chú ý ở phần tạo WeChat này, các bạn chọn region ở đâu thì cái bootcamp của bạn cũng phải tạo region ở đó. Tiếp tục cái phần bootcamp name thì mình sẽ đặt tên cho cái bootcamp thôi. Ví dụ ở đây thì mình sẽ đặt là Windows, tại vì mình chuẩn bị upload cái file Windows 10 lên. Đó, Windows 10 X-Lite đi. Đó. Rồi những cái phần này thì đa số mình sẽ chọn mặc định. Tiếp tục cái phần bootcamp poly này thì mình sẽ chọn vào đây luôn, public, và cho nó đọc và ghi luôn. Nhấn vào đây, nhấn thành continue. Rồi, sau đó mình sẽ nhấn vào create now. Rồi, nhấn ok. Thì như các bạn thấy là nó đã tạo thành công cho mình một cái bootcamp có tên là Windows 10 X-Lite nè. Việc tiếp theo là mình sẽ tải cái file img của những cái phiên bản Windows về để mình up lên cái bootcamp này. Những cái file img các bạn lấy ở đâu? Các bạn quay về cái trang Đạt Nguyễn TW. Đây, mình trên trang Đạt Nguyễn TW có cái bài viết này: chia sẻ file disk email, upload cài đặt cho Linux Digital Ocean hoặc là Google. Trong trường hợp này mình có thể sử dụng cho Huawei luôn. Các bạn kích vào những cái link này, các bạn tải về máy. Ở đây mình có tải sẵn cái file Windows 10 X-Lite nè. Sau khi các bạn tải về xong thì làm sao để tải lên được cái bootcamp này? Thì có rất là nhiều cách tải lên. Ở đây mình sẽ tải lên thông qua cái phần mềm là OBS Browse. Các bạn kích vào cái nút download này để tải cái phần mềm về. Các bạn tải cái phần mềm là OBS Browse Tool. Các bạn chọn ứng với cái phiên bản Windows của mình. Ở đây mình sẽ chọn là Win 64 bit. Đây, nhấn download về. Sau khi download về thì các bạn giải nén ra. Thì nó sẽ có những cái file cài đặt này, các bạn nhấn vào cài đặt bình thường thôi.
Sau khi đã cài đặt xong thì đây là cái phần mềm của nó nè, các bạn mở cái phần mềm lên. Thì trong phần mềm này nó sẽ có 3 cách để cho mình đăng nhập vào cái Bootcamp. Ở đây mình sẽ chọn cách đầu tiên, đó là Access Key Login. Thì làm sao để có những cái key này để login thì các bạn trở về Huawei Cloud. Các bạn chú ý ở góc trên bên phải, các bạn kích vào cái tên tài khoản của mình nè, nó có cái mục là My Credential nè, các bạn vào cái mục này. Sau đó các bạn chọn vào cái mục là Access Key. Thì bình thường tài khoản của các bạn mới tạo thì mình sẽ chưa có cái key này. Mình sẽ kích vào cái nút là Create Access Key nè. Ở đây thì mình sẽ đặt cái mô tả cho cái key của mình, ví dụ như là Phuket, Bangkok đi. Nhấn OK. Ở đây thì nó sẽ cần phải xác thực lại OTP nhé các bạn, có thể xác thực qua số điện thoại hoặc là email. Ở đây mình sẽ chọn qua xác thực email. Nhấn vào Send Code. OK. Đó, như vậy là nó đã tạo xong cho mình một cái Access Key. Mình có thể nhấn vào Download để cho nó tải về. Đây. Mình có thể mở bằng Notepad lên để xem. Thì trong này nó có 3 cái thông tin cho mình. Bây giờ mình tương ứng với những cái thông tin ở trong cái phần mà OBS nè, mình sẽ mở lại OBS. Thì ở đây sẽ là account name, thì mình sẽ copy cái tên account của mình nè. Tiếp tục là cái Access Key ID, thì mình sẽ copy cái thông tin này lại. Đây. Dán vào. Là cái thông tin cuối cùng. Mỗi cái thông tin nó sẽ cách nhau bằng một cái dấu phẩy. Rồi OK. Tiếp tục cuối cùng là cái phần Access Pass này. Thì các bạn sẽ gõ theo cái cú pháp như sau: OBS rồi 2 chấm 2 xuyệt. Sau đó là cái tên Phuket của mình. Các bạn trở về Phuket list. Mình sẽ copy cái tên Phuket name của mình nè. Đó là Winmue Slide. Copy cái tên lại. Dán vào. Đó, sau đó nhấn vào Login. Đấy, như các bạn thấy là mình đã đăng nhập thành công vào cái Phuket Win10 Xline này. Bây giờ mình sẽ thực hiện tải cái file IMG từ máy tính của mình lên cái Phuket này thông qua phần mềm OBS Browse. Mình đã tải sẵn cái file Windows 10 Xline.img nè. Giờ mình sẽ nắm kéo vào đây thôi. Đó, nó sẽ tải lên cho mình. Để tránh phát sinh chi phí thì sau khi mà tạo xong cái private email thì cái Phuket này các bạn nên xóa đi nha các bạn. Thì sau khi tải lên hoàn tất thì nó sẽ ra như thế này cho mình. Thì do đây là cái file có dung lượng khá là cao cho nên cái thời gian tải này phụ thuộc vào tốc độ mạng của các bạn. Thì như các bạn thấy là cái file mình tải lên nó khoảng 10GB. Nhiều khi các bạn tải lên nó sẽ bị lỗi là timeout thì mình sẽ thực hiện tải lại. Thì các bạn có thể sử dụng những cái file như là ISO hoặc là file .vdi. Đây là cái file được tạo từ phần mềm Virtualbox. Phần mềm mà máy ảo Virtualbox á. Sau khi upload thành công thì mình có thể tắt cái phần mềm mà OBS Browse này đi được rồi. Bây giờ mình sẽ trở về cái Phuket ở trên Huawei Cloud và mình refresh lại để xem coi nó có cái file này chưa. Như các bạn thấy là mình đã thấy là cái file Windows 10 Lite này rồi. Đây. Rồi tiếp tục các bạn vào cái ô tìm kiếm ở trên cùng này nè. Các bạn gõ vào Private Email hoặc là các bạn gõ vào Email cũng được. Email. Thì các bạn thấy có cái phần là Private Email nè. Các bạn vào phần này. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn như là Create Email hoặc là Import Email. Mình sẽ chọn vào Import Email nhé các bạn. Chọn vào Import Now. Các bạn cũng chú ý là cái region nó phải trùng với cái region mình định tạo WeVet. Đó. Ở đây thì nó sẽ chọn sẵn cho mình là Bangkok nè. Tiếp tục cái phần thứ hai đó là Type. Thì ở đây mình sẽ chọn vào Import Email. Tiếp tục cái phần là Email Type. Thì nó sẽ có 3 sự lựa chọn, đó là System Disk Email và Data Disk Email và ISO Email. Nếu như các bạn up cái file ISO lên Phuket á thì mình sẽ chọn vào ISO Email nè. Còn nếu như các bạn xài cái file .img của mình á thì mình sẽ chọn vào System Disk Email nè. Tiếp tục cái phần Select Email File nè, thì nó sẽ hiện ra những cái Phuket của mình. Ở đây mình sẽ chọn vào cái Phuket mà mình đã upload cái file email lên, thì cái Phuket Windows 10 Xline nè, mình sẽ chọn vào. Sau khi chọn đúng vào cái Phuket, nó sẽ hiện ra những cái file có trong Phuket đó. Chọn vào cái file IMG nè, kích vào đây. Đó. Tiếp tục kéo xuống cái phần Email Information. Cái phần Function này thì mình sẽ chọn theo mặc định đây.
X86, thì những cái file mà email mình chia sẻ thì nó sẽ boot theo chuẩn là BIOS. Cái phần OS này thì mình sẽ chọn vào Windows. Ở đây mình sẽ chọn vào Windows 16 bit. Cái phần system disk này thì mặc định nó là 20GB, ở đây mình cũng để là 20GB thôi. Rồi, mình sẽ đặt tên Windows 10 X-Lite. Ok. Cuối cùng là mình sẽ kéo xuống và mình tích vào cái ô này để đồng ý. Rồi, mình sẽ nhấn Next. Thì nó sẽ ra một cái bảng tóm tắt lại những cái thông tin của mình. Mình kiểm tra lại một lần nữa, sau đó mình sẽ nhấn Submit. Nhớ bạn thấy là hiện tại nó đang tạo cái file private email cho mình. Thì mình sẽ đợi tiếp tục nhé bạn. Thì cái quá trình này nó cũng nhanh thôi. Thì sau khi mà nó load 100% cái phần private email này, thì nó sẽ hiện ra như thế này cho mình. Bây giờ mình có thể thực hiện tạo WPS Windows tại Huawei Cloud. Bây giờ mình sẽ trở về cái trang chọn cấu hình WPS nhé các bạn. Như lúc đầu đó. Đây, khu vực region. CPU 1 core 2GB. Đây. Các bạn nhớ phải chọn vào đúng cái phần mà free nè. Tiếp tục cái phần email. Thì đây bây giờ mình sẽ chọn vào phần private email nè, mình sổ xuống. Thì các bạn thấy là nó hiện ra Windows 10 X-Lite cho mình nè. Đó, mình sẽ chọn vào. Đến cái phần mà system disk này thì nó sẽ tự chọn cho mình cái ổ cứng 40GB và miễn phí. Nếu như các bạn chọn qua những cái loại ổ cứng khác như là SSD V2 các kiểu thì nó sẽ tính phí nha các bạn. Cho nên mình sẽ chọn mặc định thôi. Tiếp theo mình sẽ kích vào cái ô NAS, Config Network. Rồi về phần network này thì mình cũng sẽ để mặc định thôi các bạn. Các bạn chú ý cái phần mà EIP nè, thì mình sẽ để là Auto Access luôn. Kích NAS tiếp tục. Mình sẽ sửa lại cái tên ESC name. Mình sẽ để là Windows 10. Cái phần password này thì các bạn cứ gõ đại thôi. Tại vì password là các bạn sử dụng password theo cái bảng email của mình. Mỗi cái bảng email nó sẽ có password user như thế này. Chỉ như vậy thôi. Sau đó mình sẽ nhấn vào Next Confirm. Thì đây là cái bước cuối cùng, bước thứ tư. Thì nó sẽ hiển thị lại những cái thông tin của con WPS của mình. Và cuối cùng ở đây mình sẽ tích vào cái ô nè để đồng ý với những cái điều khoản của nó, sau đó nhấn Submit. Đấy, như các bạn thấy là nó đã khởi tạo thành công con WPS cho mình. Bây giờ mình sẽ nhấn về Back. Thì sau khi mà nó khởi tạo xong thì nó sẽ hiện ra một cái IP public cho mình. Các bạn chú ý cái phần mà IP address này, nó sẽ có hai loại, một cái là private IP và một cái là public IP. Thì mình sẽ sử dụng cái public IP này nè để truy cập qua remote desktop. Ok, bây giờ mình sẽ copy lại và mình sẽ mở remote desktop lên, nhấn Windows R, gõ vào MSTSC. Ok. Dán IP vào. Cái username của mình là administrator. Rồi, nhấn connect. Password là datnguyentw.com, chữ D viết hoa. Thì như bạn thấy là mình đã kết nối thành công. Một điểm lưu ý là khi các bạn sử dụng bất cứ những cái phiên bản nào mà mình chia sẻ, sau khi các bạn tạo WPS thành công thì các bạn kết nối. Và việc đầu tiên các bạn làm là các bạn đổi mật khẩu mặc định nha các bạn, để tránh việc bị scan. Thì ở video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách tạo được một con WPS miễn phí, thời hạn sử dụng là 12 tháng tại Huawei Cloud. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.